bỏ ngoài xá giang dâm lòng tham dục, để lẽ quyền di mãi ở trong lòng. Vượt trần gian rồi đã đến độ tâm hoa khai pháp, làm sáng danh con nhà họ Thích ngàn thu. Một thân thị hiền, một kiếp hóa duyên, hóa chí phí nguyện thừa hành Phật sư. Đạo đời lợi ích một thế vuông tròn, ơn tế độ đây quỳ dưới chân Phật đài, dâng lên hương trầm nguyện ước không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám, tâm thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu, quy y đạo màu bồi đắp cho ngày sau. Thân tâm bình yên bao phiền não dứt, thấy lòng từ bi nở hoa, đời con thơm ngát muôn lời ca. Cái bài chú Kim Tường á, lấy cái chữ của chú Luận Sư Tường Thị Thọ, chú này thấy gì? Chư chứ không phải chú. Hai cái chữ, hai câu sau này thì đúng, mà cái chữ đầu á thì hai câu sau. Con quyết tu hành trọn đời, nguyện theo chánh pháp sáng soi tâm con, với bao nguyện ước trong tiếng chuông êm đềm, đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê. Bên cha hàng đêm vang lời sám hối, muốn làm hoa sen thắm tươi, đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi. Chiến đang vườn tuệ đã vung trồng, đạo giới ơ võ thành hình non thầm, nguyện đốt lò tâm mãi cung. Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường, Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường, Nam mô Bồ Tát Hương Cúng Dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay có các Phật tử đạo tràng
thỉnh kim thân Đức Phật an vị. Tất cả chúng con đồng đến trước Phật đài làm lễ an vị, ngưỡng mong chư Phật đồng đến gia bị, khiến cho tất cả Phật tử trong đạo tràng làm lễ an vị, thân tâm thanh tịnh, trí tuệ sang suốt, tinh tấn tu hành. Từ đây cho đến ngày viên mạng, tâm Bồ Đề kiên cố không thối chuyển, ngưỡng mong chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đồng đến đạo tràng này chứng minh cho lòng thành của chúng con. Ngưỡng nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đồng đến đạo tràng này chứng minh cho lòng thành của chúng con. Ngưỡng nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đồng đến đạo tràng này chứng minh cho lòng thành của chúng con. Yeah.
tâm kinh na trí tuệ cứu thanh lòng lớn khi bồ tát quán tự tại hành sâu quán nhã ba la mật đa ngài soi thấy nhâm hồn đều không liền qua hết thảy khổ ác này xa lợi phân sắc chẳng ra không không chẳng ra sắc sắc tức là không không tức là sắc thọ thường hành thức cũng lại như thế này xa lợi phất tướng không của các pháp không sanh không diệt không nhớ không sạch không tên không bớt cho đến trong tướng không không có sắc không có thọ tưởng hành thức không có mắt tai mũi lưỡi thân ý không có sắc thanh hương vị xúc pháp không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới không có vô minh cũng không có hết vô minh cho đến không có già chết cũng không có hết già chết không có khổ tập diệt đạo không có trí huệ cũng không có chứng đắc vì không có chỗ đường nên Bồ Tát đi theo bát nhã ba la mật đa tâm không ngăn ngại vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hẳn điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn chư Phật trong ba đời cùng nương bát nhã ba la mật đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nên điên bát nhã ba la mật đa là đại thần chú là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú hay trừ được hết thảy khổ chân thật không dối vì vậy nói chú bát nhã ba la mật đa liền nói chú rằng yên thế ba la yên thế ba la tăng yên thế bồ đề tát ba tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn khi bồ tát quán tự tại hành sâu bát nhã ba la mật đa ngài soi thấy năm muộn đều không liền qua hết thảy khổ ác này xa lợi phân sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc sắc tức là không không tức là sắc thọ tưởng hành thức cũng lại như thế này xa lợi phân tướng không của các pháp không sanh không diệt không nhớ không sạch không thêm không bớt cho nên trong tướng không không có sắc không có thọ tưởng hành thức không có mắt tai mũi lưỡi thân ý không có sắc thanh hương vị xúc pháp không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới không có vô minh cùng không có hết vô minh cho đến không có già chết cũng không có hết già chết không có khổ tập diệt đạo không có trí huệ cũng không có chứng đắc vì không có chỗ được nên Bồ Tát đi theo bát nhã ba la mật đa tâm không ngăn ngại vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hẳn điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn chư Phật trong
giác thai mũi lưỡi thân ý không có sắc thanh hương vị xúc pháp không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới không có vô minh cũng không có hết vô minh cho đến không có già chết cũng không có hết già chết không có khổ tận diệt đạo không có trí tuệ cũng không có không có chỗ được nên Bồ Tát đi theo Bát Nhã Ba La Mật cả tâm không ngăn ngại vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hẳn điên đạo mộng tưởng đã đến cứu cánh niết bàn như Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật đã được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác nên biết Bát Nhã Ba La Mật đã là đại thần chú là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú hay trừ được hết thảy khổ chân thật không dối thì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật đã liền nói chú rằng Tâm đẳng lễ tổ sư trung tâm hạ.
Mãi trọn
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phục Nguyện. Cửa thiền thường im thịnh, toàn chúng mãi thuận hòa. Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa pháp hằng nhuần rồi. Phật tử lòng tính sâu, ruộng phước càng tăng trường. Chúng sanh sống an lạc, vui hưởng cảnh thái bình. Nơi nơi dứt đạo binh, mọi mọi điều thành là Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sở dĩ bấy lâu nay chúng ta nghe pháp nhưng mà có một cái điều là nó không có thu thập trọn vẹn,
Tại vì sao? Tại vì ở đây đa số quý Phật tử đã học Pháp nhiều rồi, phải không? Cho nên rồi khi mà nghe nói những cái điều mà mình đã nghe rồi thì mình thường hay nó lơ là, phải không? Ồ, cái đó mình đã nghe rồi. Cho nên rồi mình nghe Pháp nhưng mà lôi những cái mà đã hiểu biết cũ ra đó, thì cái buổi nghe Pháp đó không có thu thập được trọn vẹn. Vì vậy mà muốn thu thập được trọn vẹn trong cái thời Pháp đó, thì trong khi nghe chúng ta hoàn toàn là một cái người mới mẻ thì mới có thể thu thập được. Quý tử hiểu vấn đề này không? Bởi vì thường đó mình ngồi nghe, nhưng mà khi nghe quý thầy hoặc quý cô nói thì ra một cái câu chuyện gì hay là ra một câu kinh nào thì mình nói ô cái này đã nghe rồi. Rồi ra từ đó cái sự nghe Pháp của mình nó không có được liên tục, nó không có được nhất tâm, nó không có được trọn vẹn trong đó. Vì vậy mà chúng ta nghe Pháp hoài, nghe hoài nhưng mà thấy tại sao nó cũng là lớt lớt đâu đâu, nó không có giá trị gì hết. Cho nên cái cách nghe Pháp của chúng ta là mình là một người mới mẻ, hoàn toàn mới mẻ thì mới có thể thu thập được những cái gì tốt đẹp trong buổi nghe Pháp đó. Cũng giống như là cái ly nước vậy đó, phải không? Mình đã đầy quá rồi, cái nói ra nhiêu nó tràn hết. Vì vậy mà chúng ta thường hay từ trước giờ mình có cái lỗi là nghe rồi nghe những câu kinh đó, mình nói ô cái này nghe rồi, nghe thầy kia giảng rồi, nghe thầy nọ giảng rồi. Thành ra từ đó nó mất đi cái giá trị nghe Pháp của mình. Cho nên sở dĩ mà các vị thiền sư, tại sao các ngài cũng đồng thời một câu kinh đó, cũng đồng thời một khai, lời khai thị của một vị thiền sư đó, nhưng mà các ngài nghe liền ngộ. Có vị là nghe câu đó nhiều lần, có thể nghe nói là 5-10 lần hoặc là chục, cả chục lần cũng có nữa, nhưng mà nhiều lần đó nó không ngộ. Mà có khi là nhân dịp nào nghe đọc lại một câu đó thì là bừng ngộ. Là lý do làm sao? Là do lúc đó là các ngài đã chuẩn bị cái tâm hoàn toàn trống vắng, phải không? Lúc đó mới thu thập trọn vẹn. Còn trước kia nghe rất nhiều nhưng mà nghe với cái tâm hờ hững, nghe với cái tâm lơ là, cho nên là nó không có nhận được cái gì ngay chỗ câu kinh đó. Cũng đồng thời một câu kinh ở trong kinh Kim Cang thôi: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái câu đó nhiều khi mình đọc hoài đọc quỷ, phải không? Mình hiểu thuộc, rất là quen thuộc. Nhưng mà tại sao mình không thấu đáo được, mình không có thu thập được trọn vẹn cái câu đó. Mà các vị chỉ nghe qua một lần hoặc là nghe qua cái là bừng ngộ liền. Là lý do làm sao? Tại vì mình mới vừa nghe đọc lên câu đó là ồ đó, trong kinh Kim Cang đã nghe ông thầy gì đó giảng rồi, giảng ở đâu. Rồi ra nó mất đi cái tâm trong sáng của mình. Vì vậy mà muốn tiếp thu trọn vẹn thì phải chuẩn bị cho mình có cái tâm trong sáng, thì lúc đó mình mới tiếp thu được trọn vẹn những cái gì ở trong buổi nói chuyện. Cái giá trị của nghe Pháp là ngay chỗ đó. Với lại đó là cái giá trị mà của người muốn thực nhận ra cái gì mới mẻ ngay nơi con người mình. Chứ mình đừng có nghe rồi mình đem những cái gì cũ kỹ đó đem ra so sánh, đem ra để so đo, thì nó hoàn toàn không bao giờ. Chúng ta học Pháp mãi, nghe hoài, nghe mãi, nghe rất là nhiều, nhưng mà bảo đảm rằng là nó không có lợi ích gì hết, chỉ toàn là trên chữ nghĩa, trên lời nói thôi. Đó, thì ở đây hôm nay nói bài Pháp, có pháp môn nào thì ở trong quý Phật tử đã nghiên cứu nhiều ở trong sách vở cũng như trong kinh điển thì thường nói đạo Phật là có bao nhiêu pháp môn? 84.000 pháp môn, phải không? Mà tại sao có nhiều pháp môn như vậy? Nó, thì trong kinh Đức Phật nói là vì Đức Phật chúng sanh có rất là nhiều bệnh, phải không? Cho nên Đức Phật sở dĩ nói ra nhiều pháp là để trị nhiều bệnh của chúng sanh. Như vậy thì chúng ta có tới 84.000 thứ bệnh lận, phải không? Cho nên Đức Phật phải chế ra 84.000 pháp môn để trị những cái tâm bệnh của mình. Thì trong 84.000 pháp môn đó không phải là ai cũng có đầy đủ hết, mà tùy theo từng người mà có những cái bệnh khác nhau. Tại sao? Bởi vì có những cái tập nghiệp riêng, cho nên rồi mỗi người có một cái bệnh riêng tư, chứ không ai giống ai hết. Mà Đức Phật sở dĩ nói nhiều như vậy để cho tùy theo cái trình độ, tùy theo cái bệnh của mỗi người mà ứng dụng thực hành, nó có lợi ích ngay trong cuộc sống này. Vậy thì bảo đảm ở trong này ai cũng có bệnh hết rồi, phải không? Chẳng những bệnh ít mà còn lại là nhiều bệnh. Cho nên rồi chúng ta tìm thuốc, cái thuốc nào hợp để rồi chúng ta trị những cái tâm bệnh đó, để cho mình được lành mạnh, để cho mình được sống bình thường trở lại. Thì ở trong kinh Đức Phật thường hay nói chúng sanh có ba cái bệnh căn bản, cái bệnh lớn nhất là gì?
tham sân và si, phải không? Đó là ba cái bệnh mà căn bản, cái bệnh trầm trọng tất cả mọi chúng sanh có mặt ở trên thế gian này đều có đầy đủ ba thứ bệnh đó hết. Có thể có những cái thứ bệnh kia không có, nhưng mà ba thứ bệnh căn bản này ai cũng mang sẵn trong người hết. Quý Phật tử thấy có không? Bảo đảm 100%, không có tham sân si. Ba cái thứ bệnh này là ai ai cũng mang sẵn ở trong con người mà hết. Từ lúc bắt đầu chào đời là đã có ba thứ bệnh này rồi. Đó là ba cái thứ bệnh căn bản. Thì ngoài ra còn có những cái thứ bệnh phụ thuộc thêm nữa. Nhưng mà khi mà chúng ta trị lành ba cái bệnh căn bản này rồi thì có thể mấy cái thứ bệnh kia theo đó mà nó hết theo. Cho nên ba cái thứ bệnh này Đức Phật đưa ra, người mà nhiều tham lam. Tham lam thì Đức Phật dạy tu bằng cách nào? Tham lam thì Đức Phật dạy bố thí. Bởi vì mình tham lam, mình muốn cái gì cũng gom vào mình, muốn cái gì cũng là phụ thuộc lại mình hết. Đó là cái lòng tham lam. Nhưng mà lòng tham nó không bao giờ có đáy, phải không? Chúng ta tham không bao giờ biết đủ. Nhiều khi mà tham cái đó là tham gì? Tham là có nhiều cái. Tham ngũ dục ở thế gian nè, như là tham tài, tham sắc, danh, thực, thùy. Thực, thùy tức là ăn, uống, ngủ, nghỉ đó. Thì chúng ta có những cái bệnh đó. Cho nên đời Đức Phật dạy, thứ nhất là tham tài, tức là tham tiền đó. Quý Phật tử thấy cái lòng tham của mình có khi nào dừng không? Có tiền bao nhiêu mình thấy có đủ không? Không bao giờ đủ. Có những người có tài sản của cải rất là nhiều, nhưng mà sao? Cũng thấy vẫn chưa đủ. Muốn kiếm thêm, muốn làm thêm. Mà quý Phật tử thấy những cái tiền đó, những của cải đó, lòng tham của mình, nhưng mà mình thu thập về đó, mình có xài hết không? Nhiều khi đâu có hết đâu. Nhất là ở bên Mỹ này, nhiều khi mình làm, mình muốn có tiền cho nhiều, nhưng mà ăn uống, sử dụng chi tiêu hàng ngày mình có bao nhiêu đâu, phải không? Chỉ là một bữa ăn thôi, hoặc hai bữa ăn, hoặc là ba bữa ăn, cao lắm là một ngày ba bữa ăn thôi. Còn sắm đồ đạc thì quần áo chỉ là đôi ba bộ thì đủ rồi, phải không? Thì cái nhà cũng vậy, cái giường tối ngủ thì như cũng có một chỗ ngủ. Nhưng mà mình sao? Mình không chịu dừng ngay chỗ đó, làm cho nhiều, rồi tiền chỉ bỏ trong nhà băng, người khác giữ cho mình có giữ gì đâu, phải không? Như vậy thì tất cả những cái tham đó, mình thấy tham muốn đem về cho mình nhiều, nhưng mà rốt cuộc rồi mình sử dụng đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà quý Phật tử thấy trong khi tham đó là sao? Mình phải bon chen, phải giành giật, phải tính toán, phải nghĩ ngợi, đủ thứ hết. Làm cho mình khổ não, làm cho mình buồn phiền, làm cho mình đủ thứ cực nhọc ở trong cuộc sống này. Vì vậy quý Phật tử thấy cái lòng tham nó có vô lý không? Rất là vô lý, nhưng mà đó là cái bệnh trầm trọng của mình đó. Đó là chỉ nói về cái bệnh tham ở trong cuộc sống bình thường thôi. Còn ở cái tham ở đây, ở trong đạo Phật đó, là cái tham, nhất là cái tham kêu bằng tham dục đó. Đạo Phật tham dục đó là cái bệnh trầm trọng nhất của con người mình đó. Lòng tham sắc dục, đó là cái bệnh trầm trọng. Mà tham bình thường ở trong cuộc sống, tham tiền, tham của, tham tài sản, thì Đức Phật dạy mình bố thí để buông bỏ, để xả những cái lòng tham đó. Còn đối với tham dục đó, thì Đức Phật dạy sao? Dạy mình phải quán vô thường, quán bất tịnh, thấy không? Để cho mình thấy rõ cái bản chất thân này, nó là vô thường, là tạm bợ, nó là nhớp nhúa, nó là dơ dái, nó là không có sạch sẽ, nó không là là quý. Cho nên là từ đó mình nhòm chán cái thân này, mình không còn quý cái thân này, để rồi từ đó mình không có tham đắm ở những cái ngũ dục ở trên thế gian. Quý Phật tử thấy những cái tham đắm ngũ dục đó đều là gì? Đều phục vụ cho cái thân này không, phải không? Tham tài cũng là vì cái thân này, tham sắc cũng vì cái thân này, tham danh cũng vì cái thân này, rồi ăn uống ngủ nghỉ cũng đều phục vụ cho cái thân này hết. Cho nên Đức Phật dạy là muốn phá trừ lòng tham là phải dùng phương pháp quán vô thường hoặc là quán bất tịnh, để thấy rõ cái bản chất thân này nó không thiệt, để rồi chúng ta không có đắm mến nó, không có phụ thuộc vào nó. Đó là nói về cái lòng tham. Còn kế đến là gì? Là sân. Sân tức là sân hận, nóng giận đó. Thì sở dĩ sân là sao? Là do lòng tham không tội nguyện, cho nên đưa đến sân hận, phải không? Nó chính cái sân đó là cái do cái lòng tham mà không được tội nguyện, không được thỏa mãn, cho nên đưa đến sân hận. Mà cái sân hận đó, quý Phật tử thấy sân là, nếu chúng ta xét kỹ, nó xuất phát từ đâu? Cũng đều từ cái ngã mà thôi, phải không? Và cho nên nếu Đức Phật dạy muốn trừ cái bệnh sân đó thì chúng ta phải quán từ bi hoặc là nhẫn nhục, phải không? Sở dĩ chúng ta thiếu tình thương cho nên rồi mình mới sân hận. Thí dụ như
mình thương đắm cái thân này, phải không? Cho nên là tất cả những cái lỗi lầm, những cái sai trái, những cái mà xấu dở của cái thân này á, mình có thể sao tha thứ một cách dễ dàng, phải không? Hoặc là bỏ qua một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với những người ở ngoài mà cũng phạm lầm lỗi như vậy, chúng ta có thể tha thứ dễ dàng không? Không, đó là do thiếu cái tình thương, phải không? Bởi vì cái tình thương nó đưa đến cái chỗ là xoa dịu được lòng sân hận. Cho nên thấy rất là rõ, sở dĩ mình thương mình rất là quý mình, cho nên là tất cả những cái lỗi lầm, những cái sai trái, những cái sai quấy gì của mình tha thứ một cách dễ dàng. Còn đối với những người xung quanh, bà con quyến thuộc mình á, thì dù cho mình giận thì cũng giận ít ít, phải không? Còn những người lưng, người dưng nước lã thì sao? Giận rất là nhiều, có người nói là mang hận suốt đời cũng chưa có quên nữa, phải không? Đó. Cho nên vì thiếu cái tình thương, cho nên vì vậy mà cái lòng sân hận nó càng thêm lớn. Vì vậy Đức Phật mà dạy chúng ta muốn xóa bỏ cái, muốn diệt trừ cái sân hận đó thì phải quán từ bi. Chúng ta thấy tất cả mọi người chúng ta đều thương yêu, quý mến như là thương yêu mình vậy đó, thì mình mới có thể sẵn sàng tha thứ, bỏ qua hết tất cả những cái lỗi lầm của người khác. Đó là cái quán từ bi của Đạo Phật để phá cái bệnh sân hận. Còn cái đến là gì? Là si, là si mê, ha? Là vô minh, là ngu muội đó. Si mê là gì? Là chúng ta không có sáng suốt, không thấy đúng lẽ thật. Đó là si mê. Mà muốn phá trừ bệnh si mê này, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Phải gì? Dùng trí tuệ, hoặc là quán nhân duyên, phải không? Quán nhân duyên để thấy rõ. Sở dĩ chúng ta si mê, chấp cái thân này là thiệt, chấp cái tâm là thiệt, chấp muôn sự muôn vật là thiệt, là do mình thấy nó thiệt rồi mình chấp vào đó. Đó là si mê. Si mê là thấy thân nó là duyên hợp tạm có, không thiệt, mà mình thấy nó thiệt. Cái tâm là vô thường, là sanh diệt, là những cái tư tưởng sanh diệt tạm bợ, mình cho đó là cái tâm mình thiệt. Đó là si mê. Còn muôn sự muôn vật ở trên thế gian này nó đều do duyên hợp tạm có, mà mình chấp cho nó là thiệt, là vĩnh cửu, là trường tồn. Đó là si mê. Vì vậy muốn phá cái si mê đó, chúng ta phải, Đức Phật dạy là phải dùng quán nhân duyên để thấy rõ bản chất cái thân này, cho đến tâm, cho đến muôn sự muôn vật đều do cái duyên hợp tạm có, nó không có thực thể, nó không có cố định. Từ đó chúng ta phá được cái si mê, không có lầm chấp. Đó là ba cái bệnh căn bản Đức Phật dạy cho chúng ta để tu, để đối trị những cái tâm bệnh. Đó là ba cái bệnh mà căn bản mọi người ai ai cũng có hết. Và ngoài ra còn những cái bệnh khác, cũng như là loạn tưởng thì Đức Phật dạy quán sổ tức, hoặc là các phương pháp quán để mà dùng đối trị nó. Thì đó là những cái pháp quán để mà đối trị những cái tâm bệnh. Nhưng mà ở đây có một cái pháp môn nó vượt ra ngoài tất cả những cái 84.000 pháp môn đó, mà có thể đưa đến diệt trừ được tham sân si, đưa đến chứng được A-la-hán và thành Phật. Đó là pháp môn gì? Thì ở đây trong kinh Đức Phật Ngài đã có nói bài pháp, đó là có pháp môn nào. Có pháp môn nào ở đây là không có pháp môn nào hết. Đó, thì dẫn cái bài kinh này ở trong bộ A Hàm, bộ Nikaya của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó, cho quý Phật tử rõ cái bài kinh này. Bài kinh có pháp môn nào? Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, vườn ông cấp cô độc, có đông đảo các tỳ kheo cùng trú tại đây. Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có pháp môn nào mà do pháp môn ấy tỳ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này các tỳ kheo thưa bạch Thế Tôn, đối với chúng pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, xin Thế Tôn vì chúng con mà thuyết giảng, chúng con nghe lời giảng rồi vâng theo mà thực hành sẽ được lợi ích. Có một pháp môn, này các tỳ kheo, do pháp môn ấy tỳ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài kham nhẫn thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí vị ấy biết sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Pháp môn ấy là gì? Do pháp môn ấy không còn trở lui trong trạng thái này nữa. Ở đây, này các tỳ kheo,
Tỳ kheo khi mắt thấy sắc, nội tâm có tham sân si, biết rõ ràng nội tâm ta có tham sân si. Nội tâm ta không có tham sân si, biết rõ ràng nội tâm ta không có tham sân si. Này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc hoặc nội tâm có tham sân si, ai biết rõ nội tâm ta không có tham sân si? Nội tâm ta có tham sân si hoặc nội tâm ta không có tham sân si cũng biết rõ nội tâm không có tham sân si. Này các tỳ kheo, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, có phải là pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết? Thưa không, bạch Thế Tôn, có phải các pháp này, tức là tham sân si đó, do thấy chúng với trí tuệ được hiểu biết? Thưa phải, bạch Thế Tôn, đây là pháp môn. Này các tỳ kheo, do pháp môn này, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài tham nhẫn thích thú biện luận có thể xác chứng với chánh trí, vị ấy biết rõ sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi ý biết pháp hoặc nội tâm có tham sân si, biết rõ nội tâm ta có tham sân si, hoặc nội tâm không có tham sân si, biết rõ nội tâm ta không có tham sân si. Này các tỳ kheo, sự biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn thích thú về biện luận được hiểu biết? Thưa không, bạch Thế Tôn, có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải, bạch Thế Tôn, đây là pháp môn. Này các tỳ kheo, do pháp môn ấy, tỳ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về pháp môn, hay ngoài kham nhẫn thích thú về biện luận có thể xác chứng với chánh trí, vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đó là qua bài kinh có pháp môn nào Đức Phật đã dạy cho các tỳ kheo. Thì qua đó quý Phật tử thấy cái bài pháp này có pháp môn gì? Pháp môn mà Đức Phật hỏi đây là cái pháp môn đó là nó ngoài lòng tin. Pháp môn ấy là, này các tỳ kheo, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài kham nhẫn thích thú biện luận có thể xác chứng chánh trí, vị ấy biết rõ sanh đã tận, không còn trở lui trạng thái này nữa. Cái pháp môn này nó vượt ra ngoài lòng tin, vượt ra ngoài sự hiểu biết, vượt ra ngoài kham nhẫn, và vượt ra ngoài tất cả những cái biện luận, nhưng mà nó có thể xác chứng rằng vị đó tu tập có thể chứng được A-la-hán. Đó, thì sau khi Đức Phật hỏi và trình bày như vậy, thường thì một pháp môn nó phải có là sao? Có lòng tin, phải không? Có sự biện luận, có sự hiểu biết, có sự học hỏi rành mạch, rồi chúng ta theo đó quán chiếu tư duy để mới đưa đến thành tựu. Nhưng mà cái pháp môn này vượt ngoài ra tất cả những cái điều đó. Không phải từ lòng tin là tin Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Không có tin là phải lễ bái cúng kính mới được phước, tin là phải cầu nguyện đồ này kia, vân vân. Và vượt ngoài những cái suy tư hiểu biết, là thường thì chúng ta phải học cho hiểu biết nhiều, rồi theo đó suy luận, quán xét để rồi đưa đến kết quả, phải không? Mà ở đây, hoặc là những cái phương pháp để rồi tu khổ hạnh, nhẫn nhục, hoặc là kham nhẫn để đưa đến cái kết quả giải thoát. Đó là những cái pháp môn căn bản như vậy. Nhưng mà ở đây có một cái pháp môn vượt ngoài tất cả những cái đó, nhưng mà có thể đưa đến chỗ cứu kính giải thoát. Đó là gì? Đó là Đức Phật dạy là, này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, nội tâm có tham sân si, biết rõ ràng nội tâm ta có tham sân si. Nội tâm ta không có tham sân si, biết rõ ràng nội tâm ta không có tham sân si. Này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc hoặc nội tâm có tham sân si, ai biết rõ nội tâm ta có tham sân si, hoặc nội tâm ta không có tham sân si cũng biết rõ nội tâm ta không có tham sân si. Này các tỳ kheo, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy. Đó. Thì đây Đức Phật dạy là pháp môn này là khi mắt thấy sắc, nội tâm ta có tham sân si giấy khởi, mình biết rõ có tham sân si giấy khởi. Và khi tiếp xúc đó, khi nếu nội tâm ta vắng lặng, không có tham sân si giấy khởi, mình cũng biết rõ không có tham sân si giấy khởi.
Như vậy thì cái pháp môn đó nó có phải là do lòng tin, do sự hiểu biết hay là do cái tín ngưỡng, do cái gì đưa đến không? Không. Cho nên Đức Phật hỏi thì các vị tỳ kheo nói rằng thưa Thế Tôn, không. Mà cái pháp môn đó là gì? Đó là do trí tuệ hiểu biết, phải không? Đó, thì dùng trí tuệ hiểu biết nhìn thẳng ngay nơi nội tâm mình. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần là nội tâm có tham sân si, biết rõ ràng nội tâm có tham sân si. Nội tâm không tham sân si, biết rõ ràng nội tâm không tham sân si. Đó. Thì luôn 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 lúc nào chúng ta cũng có mặt hiện hữu ngay chỗ đó. Quán chiếu thường trực, không có vắng thiếu phút giây nào, kiểm soát từng tâm niệm. Thì đó là một cái pháp môn, đó là một cái đường lối là có thể đưa đến chánh trí, có thể đưa đến chứng A-la-hán, giải thoát. Như vậy thì cái pháp môn đó là nó có giống với thiền tông mình không? Giống. Thường thì chúng ta từ trước giờ mình nói là kinh Nguyên Thủy là kinh tiểu thừa, phải không? Rồi thiền tông là bất lập dân tự, giáo ngoại biệt truyền, đồ này kia, phải không? Nó vượt ra hết tất cả những phương tiện. Nhưng mà trong kinh Nguyên Thủy cũng vẫn có những lời Đức Phật dạy về cái cách tu thiền trực chỉ như thường, phải không? Như qua bài kinh này chúng ta thấy nó đâu có phải là do lòng tin, do sự hiểu biết hay là do sự học hiểu biện luận quán xét gì mà đưa đến thành tựu đâu, mà dùng trí tuệ sẵn có của mình nhìn xây lại ngay nơi nội tâm mình. Vừa có tham sân si, mình biết rõ có tham sân si, có không có tham sân si, mình biết rõ không tham sân si. Như vậy thì có dễ không? Đây là một phương pháp tu rất là trực chỉ, rất là thẳng tắc, nó không có qua phương tiện, không có qua thứ lớp gì hết, mà dùng trí tuệ nhìn thẳng ngay nội tâm mình. Khi mắt tiếp xúc với sắc, vừa có cái niệm tham đắm, muốn thấy sắc đó đẹp, muốn lưu trữ về mình và muốn gom góp tất cả những cái sắc đó lệ thuộc vào mình để thỏa mãn cái bản ngã mình, đó là lòng tham. Chúng ta biết rõ có cái niệm tham trong đó. Và khi tiếp xúc với sắc mà những hình sắc đó mình không ưa thích, nó chống trái lại cái sự ưa thích của mình, chống trái lại cái bản ngã của mình, thì mình vừa có cái niệm giấy khởi sân hận lên, thì mình biết đó là có niệm sân. Vừa có si mê là mình thấy cái cảnh sắc đó là thiệt, mình muốn bám giữ đó, muốn phân tích, muốn tìm tòi trên đó, đó là si mê, làm chấp nó cho đó là thiệt, mình biết rõ đó là có niệm si mê. Nhưng mà khi mà mình đối mắt đối với sắc, vừa có cái niệm giấy khởi dính mắt tham sân si trên đó, thì lúc đó là sao? Lúc đó là mình quên mình mà theo cảnh này đó, phải không? Cho nên chỉ cần mình nhớ lại, mình chỉ biết rõ vừa có niệm tham giấy khởi lên, hoặc sân giấy khởi lên, hoặc si giấy khởi lên, mình biết rõ nó, không cần đuổi dẹp, không cần quán chiếu, không cần phải chối bỏ gì hết. Mà khi mình biết nó thì sao? Thì mình không phải là nó rồi, phải không? Ví dụ như quý Phật tử vừa thấy cái cảnh sắc đó mà vừa khởi lòng tham, thì biết đó là niệm tham, thì lúc đó là sao? Mình còn tham nữa không? Hoàn toàn không còn tham nữa. Bởi vì sở dĩ có tham là mình không có mặt hiện hữu ngay đó, cho nên rồi mình bị cảnh Phật nó lôi đi. Đó là tham. Sân cũng vậy, si cũng vậy, là do mình thiếu có mặt, thiếu có sự hiện hữu ngay đó. Bây giờ tu là chỉ cần mình luôn luôn lúc nào cũng có mặt hiện hữu ngay nơi bản thân, bản tâm mình lúc nào cũng là hiện hữu hết. Vừa có niệm giấy khởi lên tham sân si, mình biết rõ đó là tham sân si, thì không có bị tham sân si chi phối. Đó, nó rất là đơn giản, rất là thực tế như vậy. Tai nghe tiếng những cái âm thanh mà vừa lòng thích ý thì chúng ta tham đắm. Những cái tiếng âm thanh mà nó không có vừa lòng thích ý thì chúng ta nổi sân. Đó. Rồi những cái tiếng mà chúng ta cho đó là thiệt, rồi chúng ta phân tích tìm tòi dính mắc trên đó, đó là si mê. Rồi khi tiếp tai nghe tiếng như vậy mà vừa có một cái niệm nào giấy khởi lên thì chúng ta biết rõ ràng đó là tham sân si, thì lúc đó là tâm chúng ta hoàn toàn không bị nó chi phối. Như vậy thì cách tu ở đây là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân xúc chạm cũng vậy. Khi năm căn tiếp xúc với năm trần, chúng ta vừa có niệm tham sân si giấy khởi, biết rõ ràng đó có niệm tham sân si giấy khởi, thì lúc đó cái biết của chúng ta hiện hữu ngay đó, nó không có bị những cái cảnh ở ngoài nó chi phối lôi cuốn chúng ta. Đó là nói về năm căn tiếp xúc với năm trần. Còn cái ý tiếp xúc với pháp thì sao? Ở đây là những cái pháp trần đó. Khi mà chúng ta ngồi yên lặng lại, những cái pháp trần mà nó lưu trữ ở trong cái tàng thức chúng ta, nó giấy khởi lên. Rồi những cái hình ảnh mà nó thích thú vừa lòng thì chúng ta làm sao? Tham đắm, vui vẻ, muốn giữ nó mãi, phải không? Rồi những cái mà hình bóng mà trái ý, nghịch lòng thì sao?
thì chúng ta buồn phiền tức giận, có những cái trạng thái này không? Khi quý Phật tử ngồi lại rồi thỉnh thoảng có những cái niệm nó dấy khởi lên, mà những cái cảnh vừa qua mà làm cho mình thích ý, vừa lòng, vừa làm cho mình thỏa mãn đó, nó trào ra, thì mình có cảm thấy vui không? Mà vui đó là sao? Vui thích đó là thâm đắm rồi. Nó, rồi những cái cảnh, những cái âm thanh mà thí dụ như người ta chửi mình, hoặc là những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng á, thì khi mà nó dấy khởi lên thì sao? Mình cảm thấy buồn phiền bực bội, phải không? Đó là chúng ta bị nó chi phối mình rồi đó. Bây giờ khi mà những cái hình bóng ở trong tâm mình niệm quá khứ hoặc là mơ tưởng về tương lai mà có cái sự dính mắc tham đắm hoặc là sân hận ở trong đó, thì mình biết sao? Biết rõ lúc đó là có tham sân si, mình liền dừng nó, không theo nó. Đó là cho chúng ta tu đó. Tu đó là pháp môn mà không có pháp môn nào hết. Mà có thể chúng ta tu tập như vậy có thể đưa đến chánh trí, giác ngộ, giải thoát, chứng A-la-hán. Ở trong đây thì nói là chứng A-la-hán, không còn trở lui trạng thái luân hồi sanh tử này nữa. Thì nó có giống với cái đường lối tu của mình không? Thay vì ở đây nói vừa có tham sân si, biết rõ có tham sân si, nó rồi không có tham sân si, chúng ta cũng biết rõ không có tham sân si. Còn ở đây chúng ta là sao? Và thượng giải thì sao? Biết vọng không theo, phải không? Trong tâm chúng ta vừa có vọng giấy khởi lên, mình biết rõ đó là vọng, không có đuổi bắt theo nó, không có chạy theo nó, không có dính mắc theo nó. Rồi trong tâm không có vọng, mình cũng vẫn biết là không vọng, phải không? Như vậy thì cái pháp môn, cái đường lối mà Hòa Thượng hướng dẫn của chúng ta từ chúng ta tu từ trước đến nay, nó có phù hợp với kinh điển không? Vậy mà có nhiều người, bởi vì ở đây muốn nói lên để cho quý Phật tử vững niềm tin. Chứ nhiều khi rồi mình tu, nghe nói tu theo thiền của Hòa Thượng, rồi Hòa Thượng dạy là biết vọng không theo. Đó là cái phương pháp mà Hòa Thượng tự đặt ra, chứ không có trong kinh điển. Thì nếu mà mình không có nắm vững, mình không có niềm tin thì sao? Nghe nói vậy thì sao? Thì sanh hoang mang, phải không? Cho nên ở đây muốn xác định rằng những cái lời dạy của Hòa Thượng đã chỉ dẫn chúng ta, nó không có trái với kinh điển. Mà đây là kinh điển nguyên thủy, là cái gốc từ xưa chứ không phải là kinh điển đại thừa nữa. Để cho chúng ta an tâm tu, chỉ có cái cách dạy nó khác nhau thôi. Bởi vì thời xưa thì cái cách dạy của Đức Phật khác nhau, là biểu chúng ta phải biết rõ có, trong tâm ta có tham sân si, biết rõ có tham sân si. Trong tâm không có tham sân si, biết rõ không có tham sân si. Thì lúc nào của chúng ta cũng là hằng biết hết. Còn ở đây là biết vọng, trong tâm chúng ta vừa có cái vọng giấy khởi lên, mình biết đó là vọng, hoặc là không có vọng, mình biết rõ ràng đó, lúc đó không có vọng, thì lúc nào cái biết nó cũng là hiện hữu với mình hết. Như vậy thì cái vọng với cái tham sân si nó có khác gì không? Tuy là khác danh từ chữ nghĩa thôi, phải không? Mà cái vọng đó, khi mà cái vọng, cái niệm nó giấy khởi lên, thì nó mang tính chất đầy đủ tham sân si trong đó hết. Cái tử thầy phải không? Bởi vì khi mà mình căng tiếp xúc với trần, mà khi lúc đó tâm mình hoàn toàn yên tĩnh, không có giấy niệm, thì lúc đó đâu có tham sân si, phải không? Mà khi căng tiếp xúc với trần mà vừa có niệm giấy khởi lên, đó là có tham sân si trong đó vậy đó. Thì niệm giấy khởi lên là gì? Là không tham thì cũng sân à, không sân là cũng si à, không ngoài ba cái thứ đó, phải không? Một niệm giấy khởi lên nó không ngoài ba cái thứ tham sân si đó, phải không? Khi mắt thấy sắc mà cái cảnh đó thấy đẹp đó thì sao? Khởi niệm lên tham đắm, đó là từ cái niệm đó, cái niệm tham đắm, hoặc là cái niệm mà không thích ý vừa lòng thì sao? Đó là niệm sân hận, hoặc là niệm si mê. Đó, cho nên ở đây là chỉ thẳng ngay nơi một niệm của chúng ta giấy khởi thên lên, đó là nó có đầy đủ tham sân si trong đó. Vì vậy mà khi căn tiếp xúc với trần mà vừa có cái niệm dính mắc ở trên đó, là chúng ta biết rõ đó là có cái sự dính mắc, cho nên rồi chúng ta không có chạy theo những cái niệm đó, thì lúc đó chúng ta dừng được đau khổ. Đó là cái cách tu mà trong nhà thiền gọi là trực chỉ đó, phải không? Tức là chỉ thẳng, nhìn thẳng ngay tâm mình thôi. Nhưng mà cái đường lối này, tu này nó không có cần phải là phân biệt tôn giáo, không cần phải là người nào hết, không cần phải là Phật tử hay không Phật tử. Thường thì nói là Phật tử đi chùa lễ bái hoặc là cầu nguyện cầu xin gì đó thì tu mới thành công. Còn tất cả những người không có đạo Phật thì tu khó mà thành tựu, phải không? Nhưng mà cái đường lối này nó vượt ra ngoài hết tất cả những cái đó. Không cần phải lý luận nhiều, không cần phải học hiểu cho sâu, biết cho giỏi, rồi lại quán chiếu suy tư gì hết. Chỉ cần mọi người chúng ta xoay lại, nhìn thẳng ngay nơi nội tâm mình, trong tất cả thời, lúc đi, đứng, nằm, ngồi,
trong tất cả lúc chúng ta đều nhìn lại nội tâm mình, có khởi tham sân si mình biết rõ có khởi tham sân si, không có tham sân si mình biết rõ không tham sân si, như vậy đủ không? Khỏi cần thêm cái gì nữa hết. Bởi vì nó dễ nhưng mà rất là khó thực hành. Ở đây khó là khó một cái là mình hay quên, mình không có mặt thường xuyên, mình có mình thường hay bỏ nhà ra đi quá, phải không? Cho nên rồi nhiều khi có tham sân si mà mình cũng không hay biết, nhiều khi không có tham sân si mình cũng không hay biết gì hết. Mình cứ lao theo bên ngoài, mình cứ đuổi bắt ở trên những cái cảnh đó, cho nên rồi làm sao mất mình. Vì vậy mà cái cách tu này là yêu cầu mình phải làm sao lúc nào cũng là có mặt hiện hữu ngay nơi nội tâm mình hết. Vì vậy mà thiền không có gì lạ hết. Tất cả những cái sinh hoạt, những cái hoạt động ở trong cuộc sống này, lúc nào mình cũng có mặt hiện hữu, lúc nào mình cũng có sự làm chủ trong đó, đó là thiền chứ không có gì lạ. Cho nên ở bên thiền Nhật Bản có những cái câu chuyện rất là hay. Có một vị đến hỏi đạo vị thiền sư đó, thì đến học thiền thì ngài không hỏi gì hết. Ngài chỉ hỏi là ông bước vô cửa, ông để dép bên tay phải hay bên tay trái, chỉ vậy thôi hả? Mà mình không nhớ là sao? Không nhớ để bên tay trái hoặc tay phải thì sao? Thì lúc đó mình mất mình, phải không? Tất cả những cái hành động lúc mình vô đó là mình lục chục, mình hấp tấp, mình chỉ vô gặp ông thầy thôi. Còn để dép đó là không biết bên tay phải, tay trái gì hết. Đó là thiếu cái sự tỉnh thức, thiếu cái sự làm chủ ngay nơi mình đó. Cho nên thiền không có gì lạ chứ. Trong mọi hoạt động, thí dụ như đi thì mình trọn vẹn ở trong cái đi của mình, đứng mình trọn vẹn ở trong cái đứng của mình, nói thì trọn vẹn ở trong lời nói đó, mình làm công việc gì thì trọn vẹn ở trong công việc đó, đó là thiền đó. Thì lúc đó mình hiện hữu ngay chỗ đó, phải không? Lúc đó thì vừa có niệm tham sân si mình biết rõ, vừa có cái niệm tham đắm mình biết rõ, vừa có cái niệm mà dính mắc mình đều biết rõ hết. Nhưng mà ở đây chúng ta mình người đời mình hay có cái bệnh, phải không? Làm mà trong cái lục dục hấp tấp. Ví dụ như đang quét nhà đi mà quét không chịu trọn vẹn trong quét nhà thì đó là tu rồi, không chịu. Nhưng quét lẹ lẹ rút rút đi để mà lên thiền đường tụng kinh ngồi thiền đó mới là tu, thì lúc đó làm sao? Có tu không? Thành ra tu ở đây tất cả mọi hoạt động, tất cả mọi hành động của mình đều ứng dụng trọn vẹn hết, đó mới là thực sự tu. Còn nếu mà chúng ta làm công việc này mà hấp tấp để rồi để làm công việc kia mới là tu, hoặc là hấp tấp để rồi chạy theo thời gian, đó là chúng ta mất mình. Ví dụ như vô xưởng làm việc, làm rồi trên đường lái xe về lái lẹ về để rồi tắm rửa, để rồi ăn cơm nước, rồi lên thiền đường tụng kinh ngồi thiền, đó là mới tu. Còn lúc lái xe mình không tu sao? Nhưng mà mình có cái tâm nôn nóng, tâm bực bội như vậy á, trên đường lái xe rồi bị kẹt xe rồi sao? Sanh tâm bực bội liền, phải không? Là trễ giờ tu, trễ giờ tụng kinh, trễ giờ tọa thiền đồ này kia. Đó thì chính đó tự mình tạo cho mình cái rai rứt bực bội ngay chỗ đó. Nếu mà mình có mặt hiện hữu, nếu mà mình thực sự tu á, trong tất cả thời á, thì sao? Thì lúc lái xe mình trọn vẹn trong lái xe đó. Cho nên kẹt xe là cái chuyện đó bình thường, mình cũng vẫn là sao? Vẫn thản nhiên chứ có gì đâu. Dù cho mình nôn nóng, dù cho mình muốn nhanh có nhanh được không? Làm cho mình xáo trộn, làm cho mình bực bội, làm cho mình khó chịu thôi, chứ nó không có giá trị gì hết. Cho nên tu là thực tế ngay chỗ đó đó. Tất cả những cái hành động của mình ở trong giờ phút nào mình trọn vẹn trong giờ phút đó, đó là tu. Không cần phải thêm bớt gì nữa hết. Còn mình làm chuyện này mà mình muốn nhớ nghĩ chuyện kia, hoặc mình làm chuyện này để mà rắp rút, để chạy theo thời gian, để rồi sắp xếp công việc khác, đó là mình đánh mất mình. Hoặc là nói là sao, bây giờ thì khó tu, thôi làm ăn cho nhiều thời gian, nữa 5-10 năm nữa rồi thì tu. Nhưng mà có được không? Nếu ngay giờ phút này mình không tu thì bảo đảm 5-10 năm nữa mình cũng không có tu được gì hết. Cho nên chúng ta tu là tu từng phút, từng giờ, từng ngay hành động của mình đây, chứ đừng có hẹn nay, hẹn mai, đừng có hẹn 5-10 năm gì hết. Ngay trong hiện tại này mình tu không được thì đừng có cách nào mà hẹn ngày mai, ngày mốt hết. Giải thoát cũng vậy. Chúng ta tu là giải thoát ngay trong cuộc sống, ngay trong thực tế này, ngay trong cái đời sống hàng ngày, chứ không phải tu rồi để tích lũy lại hoặc là một thời gian nào đó mới giải thoát. Không có đâu. Chúng ta tu một giờ là giải thoát một giờ, một phút là giải thoát một phút. Vừa có một niệm tu là một niệm giải thoát. Tư tử thấy đúng không? Ví dụ như giờ mình đang ôm ấp bực bội một cái chuyện gì phiền phức ở gia đình hoặc là trong cơ quan đó, thì mình cảm thấy rai rứt bất an, phải không? Muốn giải thoát thì phải làm sao? Buông bỏ ngay đó, biết đó là những cái giả, nó qua rồi, nó không còn nữa. Thì ngay đó mình buông bỏ thì sao? Thì ngay đó giải thoát, ngay đó an ổn tức thì cái gì? Chứ đâu phải mà mình cần là tụng niệm hay cần làm một cái gì đó thời gian nó mới an ổn đâu. Cho nên mình biết tu ngay chỗ đó, buông bỏ thì ngay đó là an ổn giải thoát. Cho nên cái tu của mình, cách tu của chúng ta nó an ổn giải thoát,
nó ngay trong cái đời sống hiện tại này thôi. Chúng ta biết buông bỏ nhiều, biết tu tập nhiều thì giải thoát nhiều. Vậy thôi, rất là đơn giản. Nào thì cái qua cái bài kinh đó Đức Phật dạy và qua cái những lời của Hòa Thượng dạy thì chúng ta thấy nó không có khác, phải không? Cũng đồng thời ở trong kinh cũng có nói là không phải luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chế ngự ý, mà chỉ nên chế ngự ý chỗ nào tham sân khởi. Là chúng ta không phải tu ở đây là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng kiềm giữ, luôn luôn lúc nào cũng châm hẳm, không cho những cái niệm mình dấy khởi lên hết, đó mới là tu. Mà ở đây chúng ta sống bình thường, sống một cách thoải mái, vẫn tiếp xúc với các duyên bên ngoài, nhưng mà vừa có tham sân si, chúng ta ngăn chặn nó, không có đuổi bắt lên nó, đó là tu. Cho nên nói không phải luôn luôn lúc nào cũng chế ngự ý. Chế ngự là ngăn chặn, ngăn dừng, không cho cái ý mình dấy khởi, mà chỉ nên chế ngự ý chỗ nào tham sân khởi. Chúng ta chỉ cần chế ngự cái tâm ý mình chỗ nào mà vừa có niệm tham, niệm sân, niệm si nó dấy khởi lên. Bởi vì chính cái niệm tham sân si đó đưa mình đến chỗ đau khổ, đến chỗ tạo nghiệp, rồi sẽ đi trong khổ đau. Bây giờ chúng ta chỉ ngăn chặn nó, dừng chặn nó thôi, không cho nó dấy khởi, không có đuổi bắt, không có lệ thuộc vào đó, đó là chúng ta tu. Cho nên tu không, chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình phải diệt trừ hết tất cả những vọng tưởng, mình tâm mình hoàn toàn yên tĩnh mới là giải thoát, không phải đâu. Cái tâm cho nên cái vô niệm, cái vô niệm ở trong thiền tông lục tổ ngày dạy chúng ta là sao? Vô niệm không phải là không có niệm, mà vô niệm là không có những cái tạp niệm, đó là vô niệm. Thường là chúng ta sống với những cái tạp niệm, là mình sống ở đây, mình ngồi đây mà mình nhớ nghĩ những cái chuyện khác, hoặc là mình tính toán những cái chuyện khác, đó là những cái tạp niệm xen vô rồi đó. Bây giờ chúng ta ngồi chỉ trọn vẹn ngồi, đi chỉ trọn vẹn đi, làm việc gì chỉ trọn vẹn trong đó. Thì trong khi làm việc đó thì chúng ta vẫn biết hết tất cả, phải không? Thì biết cái công việc này, biết công việc kia, biết vật này, vật nọ, vật kia, đó là có niệm chứ gì. Nhưng mà nó, chúng ta hoàn toàn làm chủ, là hoàn toàn ở trong cái niệm đó, cho nên nó không có bị cái tạp niệm nó xen vô. Mà cái này là cái lầm từ trước giờ chúng ta tu hay bị lầm đó. Tưởng là tu là phải diệt trừ hết tất cả, mắt không được thấy sắc, tai không được nghe tiếng, mũi không được ngửi mùi, thân không được xúc chạm, ý không được tính toán khởi nghĩ gì hết. Phải không? Cho đó mới là tu. Như vậy thì chúng ta tu chừng nào mới được đây, tu chừng nào mới an ổn, và đến chỗ nào nó mới là không có thấy sắc, đến chỗ nào tai mới không nghe tiếng, đến chỗ nào mới tâm mình không xúc chạm. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta tu tới chừng nào đây, hoặc đi tới chỗ nào mới tu được đây. Cho nên cái tu ở đây là chúng ta vẫn sống, vẫn sinh hoạt bình thường như bao nhiêu người khác, cũng ăn, cũng mặc, cũng nghe, cũng nhìn thấy, cũng xúc chạm, cũng hiểu biết như bao nhiêu người khác. Nhưng mà có một điều sao? Chỗ nào có cái sự dính mắc, có cái sự đắm nhiễm, có cái sự mà khổ đau đưa đến thì chúng ta dừng nó, không có chạy theo nó. Đó là chúng ta tu đó. Bởi vậy tu ở bên thiền á, các vị thiền sư không có chuộng ở trên cái hình thức hay làm bất cứ một cái gì hết, mà quan trọng là ngay nơi cái nội tâm của chúng ta. Mắt cũng vẫn thấy sắc, cho nên các vị thiền sư đâu phải là các ngài thành thiền sư hay là thành Phật rồi đuôi mù hết đâu, không thấy cảnh sắc đâu. Hoặc là lỗ tai điếc hết, không nghe những âm thanh gì đâu. Phải không? Cũng đồng thời một cảnh sắc đó, nhưng mà đối với các vị thiền sư thì sao? Các ngài không có đắm nhiễm, không có đuổi bắt. Sở dĩ không đắm nhiễm, không đuổi bắt là các ngài thấy rõ cái bản chất của nó là vô thường, là hư dối, là tạm bợ. Nó không phải là cái trường tồn vĩnh cửu, nó không phải là cái mãi mãi thực thể mà chúng ta bám chấp trên đó. Hiểu rõ cái bản chất của nó, cho nên rồi không có dính mắc, không có đắm luyến trên nó. Còn chúng ta cũng đồng thời một cảnh sắc đó, nhưng mà mình có tâm dính mắc, đuổi bắt trên đó là do làm sao? Là mình thấy nó là thiệt, là quý, là trường tồn, là vĩnh cửu, rồi chúng ta bám chấp trên đó, đuổi bắt trên đó. Chỉ có khác nhau cái đó thôi à. Các ngài hiểu rõ bản chất thật của nó rồi thì các ngài không có đắm chấp. Còn chúng ta không hiểu cái bản chất thật của nó rồi chúng ta đắm nhiễm trên đó. Cũng đồng thời một cảnh sắc thôi, thấy không? Cái âm thanh, cái tiếng nói cũng vậy. Cũng đồng thời một tiếng nói bị một tiếng chửi, nhưng mà đối với Đức Phật, đối với các vị thiền sư thì sao? Ngài vẫn dưng, phải không? Ngài thấy nó không có gì là quan trọng hết, nó chỉ là một cơn gió thoảng qua tai thôi. Còn đối với chúng ta thì sao? Rất là khó chịu, phải không? Bởi vì mình nghe cái tiếng nói đó là thiệt. Cho nên mình xét lại cái lịch sử của Đức Phật đó, đâu phải Đức Phật ngài thành Phật rồi thì ngài nhập định luôn, hoặc là ngài nhập Niết Bàn liền đâu. Ngài còn phải trải qua 49 năm hoặc là 45 năm thuyết pháp độ sanh. Ngài đi đây đi đó, cũng ăn, cũng mặc, cũng giặt, cũng vũ, cũng là sinh hoạt bình thường như là một người bình thường trong cuộc sống này thôi. Nhưng mà đối với ngài thì sao?
hoàn toàn tâm trong lặng, cho nên mới là Phật, phải không? Chứ mà nếu mà lúc ngồi 49 ngày đêm dưới cội bồ đề đó mới là thành Phật rồi, sau khi mà đi đứng đồ này kia không phải Phật đó thì sao? Thì không phải là Phật thiệt rồi, phải không? Cho nên Phật thì trong tất cả thời đều là Phật hết. Vì vậy mà lúc đi khất thực, lúc là nói chuyện, hoặc là lúc tắm rửa giặt giũ, lúc là tiếp xúc với mọi người cũng đều là Phật hết, phải không? Lúc nào đối diện xúc cảnh đó cũng sống bình thường, nhưng mà không có cái mê trong đó, cho nên đó là Phật. Còn chúng ta khi đối sắc, hoặc là căn tiếp xúc với trần, thì chúng ta lệ thuộc vào đó, đuổi bắt trên đó, cho nên là mê lầm, cho nên thành chúng sanh. Cho nên Phật với chúng sanh chỉ khác ở chỗ đó thôi. Chúng ta muốn thành Phật cũng rất dễ thôi, chứ không có gì khó. Luôn luôn lúc nào mình cũng tỉnh giác, luôn luôn lúc nào cũng thấy rõ, không có bị mê lầm, đó là Phật. Cho nên Phật chúng ta đừng có hiểu rằng là Phật là gì, là xa lạ với chúng ta. Phật cái đó là cái danh từ chung, là cái nghĩa là giác ngộ thôi, chứ đâu có gì đâu. Phật nghĩa là gì? Là giác giả, tức là một con người giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác là biết, ngộ là hay ra cái lẽ thật trong cuộc sống này, là biết rõ cái sự thật ở trong cuộc sống này, đó là Phật chứ có gì đâu. Chúng ta biết rõ từ thân, tâm mình cho đến ngoại cảnh, biết rõ sự thật, có nhìn thấy đúng lẽ thật của nó, đó là Phật, đó là cái nhìn của Phật. Mà Phật sở dĩ Ngài thành Phật là Ngài luôn luôn lúc nào cũng thấy đúng lẽ thật như vậy hết. Còn chúng ta thì sao? Lúc lấy thấy thiệt, lúc thấy giả, phải không? Cho nên rồi lúc thì làm Phật, lúc thì làm chúng sanh. Mà mình làm chúng sanh thì chắc nhiều hơn, phải không? Còn Phật thì lúc nào Ngài cũng là hằng tỉnh giác, cho nên Ngài là thành Phật, không có gì lạ hết. Đó là cái tu nó rất là thực tế. Mà chúng ta nếu muốn mà thực hành á, thì tự ngay nơi mỗi người mình thôi, không cần phải là tìm cầu học hỏi ở một vị nào để ban bố mình, hoặc là vị đó để mà cứu giúp mình hết. Tu là ngay nơi mọi người chúng ta. Mọi người chúng ta đều có khả năng thành Phật, và thành Phật hay không đều là từ nơi mình hết. Cho nên đạo Phật, mình thấy đạo Phật rất là bình đẳng, rất là tôn trọng cái quyền làm chủ của mọi người, phải không? Cũng nó rất là ở bên đây rất là thực tế, kêu bằng tôn trọng cá nhân đó, phải không? Cái quyền làm Phật hay là quyền làm chúng sanh đều Đức Phật Ngài không có can thiệp vào mình. Ngài chỉ là chỉ đường cho mình, rồi mình ứng dụng tu tập. Nếu mình theo đó thì mình thành Phật, còn không theo thì thôi. Đức Phật rất là bình đẳng, rất là cởi mở, chứ không ép buộc ai nào phải hoàn toàn tuân thủ theo những gì tôi làm. Không có, Đức Phật không ép buộc điều đó. Cho nên trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng có nói làm sao? Làm ác cũng do ta, mà sao? Là nhiễm ô cũng do ta, làm thiện cũng do ta, mà thanh tịnh cũng do ta, tịnh hay bất tịnh đều bởi do ta, chứ không ai có quyền làm cho ta thanh tịnh được. Rất là bình đẳng, phải không? Làm ác cũng là chính mình thôi, bất tịnh cũng là chính mình thôi. Bây giờ mình muốn làm thiện thì cũng do chính mình thôi, chứ ai xen vô, phải không? Mình muốn tâm mình yên tịnh thì cũng chính mình thôi. Tịnh hay bất tịnh đều do mình hoàn toàn làm chủ hết, không ai có quyền chen vô làm cho mình tịnh hay bất tịnh hết. Rất là thực tế, phải không? Cho nên cái tu ở đây là mọi người chúng ta phải tự gìn giữ lấy, phải tự đào luyện lấy, tự tu tập lấy, chứ không ai có thể tu tập thay thế cho mình hết. Và con đường thành Phật đó là mọi người chúng ta đều có khả năng hết, chứ không ai không có khả năng. Đức Phật Ngài đã tuyên bố và Ngài nói rằng là Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Sẽ thành thôi nha, chứ không phải sẽ thành là chúng ta nếu muốn tu tập như lời Ngài dạy thì sẽ thành Phật, sẽ được thành Phật. Vì vậy mà rất thực tế, Đức Phật Ngài không có xa với chúng ta, Ngài rất gần gũi với chúng ta. Cho nên ở trong kinh Đức Phật Ngài cũng có nói là một hôm có vị Bà La Môn đến hỏi Đức Phật, thì Đức Phật Ngài dạy như thế này: này Bà La Môn, ví như bông sen xanh, bông sen hồng, bông sen trắng, sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước thấm ướt. Cũng vậy, này Bà La Môn, sinh ra trong đời, lớn lên trong đời, nhưng ta chinh phục đời, không bị đời thấm ướt. Này Bà La Môn, ta là Phật, nên ghi nhớ điều đó. Đức Phật Ngài có nói Ngài là một cái gì, một vị là thần thánh cao siêu gì không? Ngài xác định rõ Ngài chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác thôi. Ngài cũng sinh ra trong đời, cũng lớn lên trong đời, cũng sinh hoạt trong đời, nhưng mà đặc biệt cái là sao? Ngài không bị đời làm thấm ướt, không bị đời làm đắm chìm, cho nên Ngài là Phật. Thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta cũng là một con người, phải không?
sinh ra trong đời, lớn lên trong đời và sinh hoạt trong đời, nhưng mà làm sao? Bị đời nhậm chìm, bị đời làm thấm ướt, cho nên không phải là Phật. Nhậm chìm là sao? Là chúng ta luôn bị những cái ngũ dục ở thế gian này nó nhậm chìm chúng ta đó. Vì tất cả những cái tham sân si nó làm cho chúng ta dính mắc đó, cho nên rồi mình không phải thành Phật. Cho nên muốn thành Phật là phải vượt qua những cái đó, không bị đời làm thấm ướt, không bị đời làm đắm chìm. Đó là Phật. Đó là nói qua bài kinh để cho chúng ta thấy rõ cái bài kinh này nó không có pháp môn nào, mà đó là một cái pháp môn trực chỉ thẳng ngay nơi nội tâm mình. Dùng trí tuệ nhìn thẳng ngay nơi nội tâm, biết rõ từng tâm niệm, biết rõ từng hành động, từng cử chỉ ở trong tâm mình. Kiểm soát như vậy thì chúng ta hoàn toàn làm chủ. Mà mình làm chủ được giờ phút nào thì ngay giờ phút đó được giải thoát. Làm chủ trọn vẹn thì giải thoát trọn vẹn. Vậy thôi chứ không có gì. Đó là nói qua bài kinh với cách tu. Còn ở trong đây có một cái điều đặc biệt là nói về là nội tâm ta có tham sân si. Biết rõ nội tâm ta có tham sân si, này tỳ kheo, khi mắt thấy sắc hoặc nội tâm không có tham sân si, ai biết rõ nội tâm ta không có tham sân si? Đó cái chỗ câu ai biết rõ, cái chỗ đó khi trong tâm mình vừa có giấy khởi niệm lên, mình biết đó là vọng, hoặc là có tham sân si, mình biết rõ đó là tham sân si. Vậy ai biết rõ cái đó? Đó cái ai biết rõ cái đó mới là cái quan trọng đó. Bởi vì thường nghe nói thôi, cái biết vọng, mình vọng giấy khởi lên, mình biết vọng, như vậy là cái biết với cái vọng nó còn hai, phải không? Tất nhiên là không phải mình. Nhưng mà ai biết cái vọng đó, ai biết cái tham sân si đó, đó cái đó mới là cái. Nếu mà mình không phải là mình á, làm sao mình biết được nó, phải không? Thí dụ như bây giờ có một cái vọng tưởng giấy khởi lên, rồi mình bị vọng tưởng nó dẫn đi, lúc đó mình có biết nó là vọng không? Hòa mình trong đó là làm sao biết được nó, phải không? Cho nên bây giờ mình biết được nó, sở dĩ mình biết được nó là sao? Mình đã tách rời khỏi nó rồi, phải không? Không bị nó cuốn trôi, không bị nó nhận chìm, đó là mình làm chủ đó. Cái tham sân si cũng vậy, tham sân si giấy khởi lên, rồi mình theo cái tham sân si mình hành động, hoặc là mình nói năng, đó là mình bị lệ thuộc vào nó, bị nó cuốn trôi, bị nó nhận chìm. Cho nên khi mà có tham sân si giấy khởi lên, mình biết rõ tham sân si thì lúc đó mình đã tách rời khỏi tham sân si. Đó là cái chỗ mà quan trọng đó. Ở đây nói thêm cái cách tu biết vọng cho quý Phật tử nắm rõ. Cái biết vọng của mình á, thì thường mình nói là cái biết vọng nó cũng là vọng, phải không? Biết vọng cũng là vọng. Cái vọng nó không bao giờ biết vọng. Mà cái không biết vọng nó mới biết được vọng, phải không? Đức tử đồng ý điều đó không? Cho nên có những người nói cái biết vọng nó cũng là vọng. Nhưng mà cái biết vọng nó có vọng không? Sở dĩ mình biết người khác là mình không phải là người khác, phải không? Còn mình biết được người khác, đó là mình không phải là người khác. Cái đó chỗ đó, cho nên nhiều khi hiểu ở trên chữ nghĩa rồi mình cho nó là nó mắc kẹt, là biết vọng cũng là vọng. Nhưng mà cái này có thể nói mạnh một điều, nhiều khi những người ở ngoài không thích họ cũng có thể phê bình, nhưng mà quả quyết một điều, người nào nói mà biết vọng cũng là vọng thì hoàn toàn người đó không có biết tu tập gì hết. Bảo đảm, chỉ hiểu trên lý thuyết, chỉ hiểu trên chữ nghĩa thôi, chứ người nào có ứng dụng tu tập thì không bao giờ thốt ra lời nói đó. Bảo đảm điều đó, quả quyết điều đó. Bởi vì ai tu tập ngồi lại, mình thấy rõ những cái tâm niệm giấy khởi trong đầu mình á, lúc mà mình mê là sao? Bị nó dẫn đi, lúc đó mình không có biết gì hết á. Mà lúc mình sực tỉnh biết lại, ồ đó là vọng, thì lúc đó là sao? Mình còn là vọng nữa không? Mình không có là vọng nữa. Cho nên cái vọng với cái biết vọng, hai cái đó nó không có. Vì vậy mà có những người nói cái biết vọng cũng là vọng, thì ở đây dám nói thẳng là người đó không có biết tu tập gì hết. Dù cho người đó học hiểu giáo lý 10.000 bộ, hay là dù đó người đó biện luận thao thao bất tuyệt, cũng bảo đảm rằng người đó không có tu tập một thời gian nữa, một tí xíu nào hết. Có tu tập thì không bao giờ thốt ra lời nói đó. Bởi vì có tu tập, có ngồi lại rồi mình nhìn rõ bản tâm mình mới thấu hiểu được điều đó, mình mới cảm nhận được điều đó.
còn hiểu trên lý thuyết không, không có ngồi lại, không có quán xuyến, không có thấy rõ được từng tâm niệm của mình thì không bao giờ hiểu được điều đó. Chỉ hiểu trên lời nói là biết vọng, đó là vọng, vậy thôi. Cho nên ở đây, người nào có tu tập thì mới thông cảm được điều này, phải không? Đó, vì vậy mà chúng ta khi mà biết vọng là mình không phải là vọng. Mà cái biết đó là cái, đó mới là cái thật biết của mình. Còn cái vọng nó chỉ là những cái sanh diệt thôi. Dù cho mình biết hay không biết gì, nó cũng là những cái sanh diệt vậy thôi. Phải không? Bởi vì nó, nếu nó không sanh diệt thì nó không thành một cái chuỗi, một cái dòng tâm thức sanh diệt. Phải không? Nếu nó không sanh diệt thì nó không một cái dòng sanh diệt liên tục, mà nó chỉ là một cái niệm nào đó thôi. Bởi vì nó là cố định mà, nó là thiệt mà. Phải không? Thiệt thì khi giấy khởi lên cái gì thì chỉ là cái đó thôi. Còn cái này, khi mình giấy khởi lên thì sao? Nó là một dòng tư tưởng liên tục, hết cái này tới kia, hết này tới kia, tới nọ. Như vậy thì sao? Nó là một dòng chuyển biến, nó là một dòng sanh diệt. Mà mình cho, bởi vì nó quá lẹ đi, nó quá nhanh đi, rồi mình thấy cái dòng tâm thức đó là một cái liên tục, là một cái sự bất biến, nhưng mà nó luôn luôn thay đổi trong đó. Cũng giống như lời nói vậy đó. Lời nói có thành một câu, một chuỗi, đó là do làm sao? Từng tiếng ráp lại, phải không? Tiếng trước nó sanh, nó diệt rồi, mới có tiếng sau. Nó cái dòng liên tục như vậy á. Bởi vì nó quá nhanh cho nên là chúng ta thấy nó là thiệt. Nhưng mà nó là một cái dòng sanh diệt liên tục. Vọng tưởng cái dòng tâm thức của chúng ta như cũng vậy. Nó là một cái dòng sanh diệt liên tục. Dù cho chúng ta biết hay không biết gì, nó cũng là sanh diệt mà thôi. Mà sở dĩ chúng ta bị cuốn trôi là vì mình thấy nó là thiệt. Rồi mình lao theo nó, mình bám chấp trên nó, quên mất đi cái hằng biết của mình. Bây giờ mình tu là mình dừng lại, trở lại cái biết hằng hữu của mình. Tất nhiên là mình tách rời ra khỏi cái dòng tâm thức đó, không bị nó cuốn trôi nữa, không bị nó nhận chìm nữa. Đó là tu, là chúng ta trở về cái hằng biết thanh tịnh của mình. Cho nên cái vọng đó nó cũng không ngoài cái chân. Hoặc là cái biết, cái vọng đó nó cũng không ngoài là cái biết vọng. Phải không? Quý Phật tử thấy nếu mà nói vọng không phải là chân á, thì cái vọng đó nó không có biết gì hết. Phải không? Nhưng mà khi một cái dòng chuỗi tư tưởng sanh diệt liên tục đó, nó có biết không? Biết chứ sao không biết? Biết đó là cái biết vô thường, cái biết tạm bợ, cái biết theo duyên, không phải là cái biết hằng hữu của mình. Còn cái biết hằng hữu của mình đây, dù cho có vọng hay không vọng gì, mình cũng hằng biết. Phải không? Khi có vọng, biết có vọng, không vọng, biết không vọng. Cho nên tu có nhiều Phật tử tu khi mà vọng lặng rồi hỏi, lúc đó không có vọng tưởng gì hết, lúc đó là mình đâu? Mình ở đâu? Không có mình đó làm sao mình biết không vọng? Cho nên lúc đó mình sanh hốt hoảng. Bởi vì từ trước giờ chúng ta cứ mê lầm, lúc mà có vọng thì nó có mình, còn không vọng thì làm như không có mình. Cho nên khi vọng yên rồi mình hoảng hốt, lúc đó mình đâu? Nhưng mà lúc đó không có mình, làm sao mình biết lúc đó không vọng? Phải không? Thế nó thực tế như vậy. Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm đó, Đức Phật dùng thí dụ hỏi Ngài A Nan đó. Khi Ngài đánh tiếng chuông thì hỏi có nghe không? Thì hỏi có nghe. Khi mà tiếng chuông lặng rồi, hỏi có nghe không? Thì Ngài A Nan bảo là sao? Không nghe. Bị Đức Phật quở. Quên mình theo vật, phải không? Có tiếng chuông thì có nghe, còn không tiếng chuông thì sao? Nói không nghe. Nhưng mà không nghe làm sao biết lúc đó không có tiếng chuông? Thấy cái mâu thuẫn không? Từ trước giờ chúng ta cứ lao theo những cái âm thanh sanh diệt, lao theo những cái hình tướng sanh diệt, rồi lúc có thì mình cho có, không thì mình cho đó là không. Nhưng mà không lúc đó làm sao mình biết nó là không có tiếng chuông? Như khi đánh tiếng chuông đó, tiếng chuông vang lên thì đó có, rồi tiếng chuông lặng xuống thì nói không. Nhưng mà không nghe làm sao mà biết lúc đó không có tiếng chuông? Phải không? Cái đó mới là cái thực tế mình thấy. Mà mình cứ quên lao theo vậy. Cho nên cái vọng với cái chân nó không có ngoài nhau. Mà sở dĩ chúng ta mê bắt chấp cho cái vọng cho đó là thiệt, rồi chúng ta cứ lao đuổi bắt trên đó. Cũng giống như sóng và nước vậy đó. Biết tự hiểu được chỗ đó rồi thì cái chỗ tu của mình nó rất là dễ. Cũng như sóng và nước vậy đó. Thường thường thì mình nói sao? Sóng thì nó không phải là nước, phải không? Sóng giấy động ầm ầm không phải là nước. Khi mà mặt nước yên tĩnh, mặt hồ phẳng lặng, đó mới là nước, phải không? Thì chúng ta chấp những cái sanh diệt của những lượng sóng, chúng ta cho đó là nước. Nhưng mà trong khi sóng sanh diệt là sóng, mà những cái cơn sóng lớn
cuồn cuộn như vậy, nó có nước trong đó không? Có. Ngay chỗ sống đó, chúng ta nhúng tay vô nó cũng là nước, phải không? Nước là cái tánh, tánh ướt, phải không? Cho nên là lúc sống cuồn cuộn đó, nó cũng vẫn là ướt như thường. Lúc nó biến thành mây bay lơ lửng trên hư không, cũng là nước, cũng là ướt, phải không? Lúc nó thành những hạt mưa, cũng là nước. Lúc nó thành khói, thành nước đá, cũng là nước, phải không? Nó biến hình, nó biến dạng, muôn hình, dạng, dạng trạng, nhưng mà sao? Không rời khỏi tánh nước. Chúng ta cũng vậy, trong tâm thức của chúng ta, dù cho giấy khởi chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, trăm ngàn muôn thứ, nhưng mà nó có ngoài cái biết đó không? Không ngoài cái biết đó. Cho nên ngay chỗ, cho nên các vị thiền sư nói là sao? Ngay vọng đó, tức là chơn đó. Còn trong chứng đạo ca ngài Quyền Giác nói là sao? Ngay cái vô minh đó, thật tánh đó. Thật tánh của vô minh là sao? Tức là Phật tánh đó. Nó không có ngoài, nó không có hai. Ngoài cái vô minh đó là tìm cái ông Phật tánh khác thì không có. Ngoài cái vọng đó mà mình tìm cái chân thì không có. Bởi vì nó không có hai cái biết. Biết theo duyên đó là vọng. Cái biết mà không theo duyên đó là chân. Cũng đồng thời một cái biết thôi chứ không hai. Nó không có hai. Lúc theo duyên đó nó cũng là cái biết đó. Lúc không theo duyên cũng là cái biết đó thôi. Nhưng mà cái biết theo duyên là cái biết sanh diệt, là cái biết tạo nghiệp để rồi dẫn dắt chúng ta đi trong đau khổ. Cái biết không theo duyên, cái biết không sanh diệt, đó là cái biết ngay chỗ đó là không sanh diệt, không đưa đến tạo nghiệp, không đưa đến đau khổ đó. Cho nên cái chúng ta thấy rõ là tu là chỉ ngay nơi cái biết, cái sinh hoạt trong cuộc sống này là nó điều khiển ngay nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, điều khiển tất cả những cái sinh hoạt ở trong cuộc sống này đều là nhờ cái hàng biết đó, phải không? Nhưng mà trên cái biết đó, chúng ta chấp ở trên đó, mắc kẹt trên đó, đó là thành chúng sanh. Mà ngay cái biết đó, chúng ta không có bám chấp, không có phân biệt, không có dính mắc trên đó, đó là cái biết của Phật. Vậy thôi, nó không có ngoài, không có hai. Cho nên ở trong duy thức nói là sao? Chuyển thức thành trí á, tu để chúng ta chuyển những cái tâm thức đó trở thành cái trí tuệ, đó là Phật. Nhưng mà chuyển đổi hay là chuyển thức thành trí, chúng ta tưởng đâu là phải thay đổi một cái gì đó, phải không? Phải gạt bỏ hết tất cả những cái tâm thức đó rồi thay đổi một cái gì đó mới thành cái trí, phải không? Nhưng đây không có, nó chỉ là chỉ chuyển đổi một cái nhìn, thay đổi một cái nhìn thôi. Cho nên tu là chúng ta chỉ thay đổi một cái nhìn. Chỉ chuyển đổi một cái nhìn. Từ trước tới giờ mình cái nhìn sai lầm, rồi cho ở ngoại cảnh là thiệt, rồi thân là thiệt, tâm là thiệt, rồi chúng ta cứ đuổi bắt trên đó, bám chấp trên đó, đó là cái nhìn sai lầm. Bây giờ chúng ta tu là chuyển đổi lại cái nhìn đúng lẽ thật, thấy rõ thân này không thiệt, tâm không thiệt và các pháp không thiệt, thì ngay đó mình hết lầm chấp, đó là cái nhìn đúng lẽ thật. Cho nên đạo Phật là giác ngộ, là giác ngộ đúng lẽ thật, chứ không có gì lạ trên hết. Mình đừng có tưởng là giác ngộ là cái gì đó bừng sáng, xẹt hào quang hay là cái gì đó. Đó là giác ngộ, không có. Giác ngộ đó thực tế trong đạo Phật là nhìn đúng lẽ thật ngay nơi con người mình, ngay nơi bản tâm mình và ngay nơi muôn sự muôn vật trong cuộc sống này. Đó là giác ngộ chứ không có gì hết. Cho nên Đức Phật Ngài giác ngộ rồi, không phải Ngài tách rời khỏi cuộc sống này. Mà từ trước giờ chúng ta hay lầm là tu để mong được giác ngộ. Mong được giác ngộ, mong được giải thoát, mong được cái này nọ kia. Mà khi ngồi tâm yên tịnh rồi chưa chịu đâu. Muốn có một cái gì đó, phải không? Muốn biết quá khứ vị lai, hoặc là muốn xẹt hào quang, hay là muốn biết thấy cảnh này cảnh nọ cảnh kia, cái đó là cái sai lầm. Cho nên chúng ta tu mà không khéo, không nắm vững, dễ bị rơi vào những cái cảnh tà đạo, hoặc là rơi vào đường tà, rơi vào đường ma là vậy. Khi mà tâm yên tịnh rồi, ngang đó không chịu. Rồi thêm cái tâm mong cầu là muốn là Phật hiện và so đầu, hoặc là muốn có hào quang, hay là muốn biết quá khứ vị lai. Rồi những loại ma nó nương theo những cái ý tưởng của mình, nương theo những cái lòng ham muốn của mình đó, nó xen như đó. Rồi tu thời gian bệnh thì nào không hay. Cho nên tu thiền là trở lại con người bình thường, trở lại một người nhìn đúng lẽ thật ở trong cuộc đời này, chứ không phải là trở thành một con người siêu phàm, một con người kỳ lạ hơn bao nhiêu người khác, không phải vậy đâu. Cho nên mình hiểu được chỗ này rồi á, thì trong cuộc sống những người nào tu mà có những cái gì biểu hiện lạ thường á thì mình biết làm sao rồi. Phải không?
tu mà nói ngồi thấy hào quang hay là thấy ông Phật so đầu hay là thấy gì 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 đó là mình biết làm sao nữa. Cho nên tu ở đây là trở lại con người bình thường, trở lại một cái con người nó nhìn thấy đúng lẽ thật ở trong cuộc sống này, không còn bị mê lầm nữa, chứ không còn gì, không có gì lạ chứ. Mà nói tu là trở lại con người bình thường thì thấy hơi lạ phải không? Tại sao tu mà hiện bây giờ mình là bình thường rồi mà tại sao tu trở lại con người bình thường nữa, phải không? Mình bây giờ mình có phải là bình thường không? Đức Phật nói chúng ta là những chúng sanh điên đảo. Mình là những con người bất bình thường đấy nè. Cho nên mình tu trở lại con người bình thường đó thôi. Cho nên ở trong cuộc sống mình nói những người bất bình thường là những người điên, phải không? Là những người đó nói nhảm, những người đó là hay cười, hay nói bất thường đó. Đó là những người điên, mình chê trách người ta. Còn mình là người bình thường, đi đứng đàng hoàng, nói năng chỉnh chạc, đó là người bình thường. Nhưng mà mình có bình thường không? Không. Bởi vậy kỳ đó có cái nói vui trên đó, mình là những con người đang điên loạn, mà mình có một cái là thần kinh mình mạnh cho nên mình làm chủ được, phải không? Phải không quý Phật tử, thấy phải không? Những người điên là sao? Cái thần kinh họ yếu cho nên họ khởi nghĩ gì thì họ liền phát ra lời nói, hoặc là họ cười, họ có khi họ khởi nghĩ là họ thích thú, họ cười, họ la, họ giỡn, hoặc là họ thốt ra những cái lời nói. Mình cho đó là người bất bình thường, phải không? Đó là điều người điên. Nhưng mà mình trong tâm mình sao? Lúc là thì nghĩ chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Lúc là nhiều khi mình nhớ lại chuyện quá khứ, mình cười mình cũng có nữa, phải không? Hoặc là mình nhớ lại chuyện đau khổ, đừng buồn rầu, sổ não, khổ não cũng có nữa, phải không? Nhưng mà sở dĩ mình không phát ra lời nói, không phát ra tiếng cười là sao? Làm sao? Thần kinh mình hơi mạnh chút, phải không? Nên nó giữ được kín ở bên trong, không ai thấy. Mình chỉ hơn họ nhiều đó thôi chứ không có gì lạ hết. Cho nên chúng ta tu là trở lại con người bình thường, là mình không còn có những cái tâm bất thường, nghĩ lung tung, nghĩ đầu này, nghĩ ngợi đầu này, đầu nọ đầu kia, không còn khởi nghĩ những cái chuyện mà tầm phào, quá khứ vị lai, không còn có ôm ấp những cái chuyện đau khổ đã qua, không còn có mơ mộng những cái chuyện mà tương lai chưa đến. Chúng ta xóa bỏ những cái tâm niệm đó để trở lại con người bình thường, sống trong cuộc sống này, tất cả mọi hoạt động bình thường, nó không có gì là cao siêu hết. Cho nên tu là chúng ta trở lại con người bình thường như vậy đó. Vì vậy mà tu mà người nào đó tu mà để thành con người phi thường, con người lạ thường, con người khác thường, đó là không không đúng rồi, không đúng là người tu rồi. Và người nào tu mà để là trở lại con người bình thường thì đó mới thật là đúng. Đó là nói về tu trở lại con người bình thường. Và tu là để trở lại chúng ta có một cái nhìn đúng lẽ thật ngay trong cuộc sống này thôi. Bởi vì từ trước giờ mình có cái nhìn sai lầm cho nên đưa đến đau khổ. Bây giờ mình chỉ chuyển đổi cái nhìn đúng lẽ thật là hết đau khổ. Chỉ vậy thôi. Mà sở dĩ từ trước tới giờ chúng ta tu và vẫn bị đau khổ, vẫn bị buồn phiền là lý do mình chưa có áp dụng triệt để. Chưa có áp dụng một cách là trọn vẹn. Chứ không có gì lạ hết. Cũng như cái phương pháp mà Hòa Thượng chỉ dạy của chúng ta bao nhiêu năm nay là biết vọng không theo. Là mình biết đó, ai cũng biết, biết những cái vọng thượng giới khởi lên, đó là không theo. Không theo nó là giải thoát, theo nó là tạo nghiệp, trầm luân, sanh tử. Ta biết như vậy. Nhưng mà mình biết như vậy chỉ ứng dụng được ở trong khi ngồi thiền hoặc là khi tụng kinh thôi, phải không? Là lý do làm sao? Là sở dĩ mình cho cái vọng là những cái nhớ về quá khứ hoặc là tương lai, đó mới là vọng. Còn ngay trong cuộc sống thực tại này, những cái niệm dính mắc đó mình cho không phải là vọng, cho nên là mình không chịu tu. Phải không? Thí dụ như mình nhớ về quá khứ thì mình cho ồ đó là vọng, hoặc là nhớ về tương lai thì mình nói ồ đó là vọng. Còn mà ngay khi mình tiếp xúc với người đó chê mình một tiếng, mình vừa có cái niệm tham sân nổi lên thì mình không cho đó là vọng, cho nên là mình cứ chạy theo đó liền, phải không? Vì vậy mà mình chỉ tu ở những cái niệm quá khứ, những cái niệm tương lai thôi. Còn ngay cái hiện tại tiếp duyên xúc cảnh này mình chưa tu. Chưa tu cho nên là sao? Cứ đau khổ hoài, cứ buồn phiền hoài, phải không? Rồi khi ngồi lại, rồi những ôn ốc tất cười lắm. Khi tiếp xúc đó mình không chịu tu, mà khi ngồi lại nhớ những cái cảnh đó lại thì mình nói cho đó là vọng, mới buông bỏ nó. Mà ngay khi đối diện xúc cảnh nó không chịu tu. Ví dụ như tiếp xúc nè, tiếp xúc với một người nào đó họ không ưa mình, rồi họ chê mình là giả dối, là tu hành nó là lường gạt đồ này kia, thì ngay chỗ đó mình vừa khởi một cái niệm sân nổi lên, mình liền cãi theo người đó liền, thì ngay chỗ đó là sao rồi? Mình thua rồi, phải không? Là theo nó rồi, thì đó là theo rồi. Nhưng mà về nhà cái nhớ lại thì
những cái cảnh đó hiện ra thì mình nói biết đó là vọng. Nhưng mà biết là vọng đó là sao? Thua một cuộc rồi về mới là tu. Cho nên mình tu theo sau cái sau những cái phần sau không à, không chịu tu ngay cái phần đầu. Cho nên thì cứ đau khổ mãi, không có gì lạ. Cho nên bây giờ khi mà mình tu ngay chỗ tiếp duyên xuất cảnh đây, ngay chỗ đối diện xuất cảnh đó, mình phải thực sự làm chủ nó. Thì mà khi mình tiếp duyên xuất cảnh đó, mình làm chủ, mình không có bị nó lâu dẫn đó, thì sao? Thì về ngồi thiền có nhớ lại những cảnh đó không? Không có, phải không? Rất là khỏe khoắn, khỏi cần tu gì hết. Cho nên khi chúng ta tu ngay hiện tại này thì tất cả những cái quá khứ tương lai mình khỏi phải tu. Sở dĩ mình tu quá khứ tương lai là do trước kia mình không biết, cho nên rồi mình quân tập vào bây giờ những cái hình ảnh đó hiện trở lại thì mình tu những cái đó thôi. Còn những cái hiện tại đây thì mình đừng có đem vô nữa, mình phải tu ngay hiện tại thì lúc ngồi thiền lại mình rất là yên ổn. Từ trước giờ quý Phật tử có ứng dụng đó không? Nhiều khi đi chùa mình tiếp duyên với huynh đệ, thì trong khi xã giao giao tiếp như vậy đó thì nói qua nói lại rồi nhiều khi cũng đụng chạm tự ái bản ngã, phải không? Nhưng mà lúc đó mình không chịu dừng đâu, mà về nhà rồi thì sao mới hối hận. Về nhà rồi ngồi lại thì biết đó là, rồi những cái đó nó dấy khởi lên thì mình cho đó là vọng. Cho nên mình toàn tu là phần sau không, chứ không có tu ngay chỗ cái hiện cuộc. Cho nên bây giờ chúng ta muốn tu được an ổn là trong mọi lúc mọi thời, trong tất cả phút giây nào chúng ta cũng phải là tỉnh giác, là lúc nào mình cũng phải kiểm soát tâm mình, vừa có trong như trong bài kinh này thì vừa có niệm tham sân si, mình biết rõ tham sân si, không có tham sân si, mình biết rõ không tham sân si. Còn như theo hòa thượng nói là vừa có vọng giấy khởi lên thì mình biết đó là vọng, không vọng mình cũng vẫn biết đó là không vọng. Thì như vậy thì chúng ta ứng dụng ở bất cứ nơi nào cũng được hết, luôn luôn lúc nào mình cũng hiện hữu, chứ đừng có nhắc lại thêm cái nữa là chúng ta cũng phải tu bất cứ mọi lúc mọi giờ, chứ đừng có để là sau khi làm xong công việc đó về nhà tụng kinh tọa thiền mới là tu, hoặc là đợi một thời gian nào đó mới là tu, không có đâu. Chúng ta phải thực hiện ngay trong từng phút từng giây này. Ví dụ như quý tử đang ngồi đây thì ngay tu ngay hiện đây đi, phải không? Chứ đừng có đợi khi về nhà rồi mới tu. Hoặc là đợi một chút khi mà người nào nói xấu mình hãy tu, hoặc là người nào mà đụng mình hãy tu. Bây giờ ngồi ngay đây mình cũng có thể tu được. Thì ngay đây biết rõ ràng không có tham sân si, mình cũng biết rõ không tham sân si, đó là tu, phải không? Còn bây giờ mình đợi khi nào mà có mình mới biết thì đó là sao? Đó là cái chỗ tu của chúng ta đó. Cho nên hôm nay nói cho quý Phật tử biết rõ cái cách tu của mình, nó pháp môn nhưng mà thực sự nó không có pháp môn nào hết. Như nãy giờ đó, nó có pháp môn nào không? Đây là một cách thức tu nhìn thẳng lại ngay nơi nội tâm mình, dùng trí tuệ luôn luôn quán xét nhìn thẳng ngay nội tâm mình, mình không có bị mê lầm nó, đó là tu. Cho nên trong nhà thiền nói sao, tông ta không ngữ cứu, không một pháp cho người, là vậy đó, không có một pháp gì hết đó. Như vậy thì quý Phật tử ứng dụng tu pháp môn nào biết rồi phải không? Tu pháp môn nào? Không có pháp môn nào hết. Như vậy thì ai hỏi mình tu theo pháp môn nào mình nói sao? Trời thì khó không? Tu theo pháp môn nào bây giờ đây? Thì đó, về tu đi rồi biết không? Tu pháp môn nào? Tịnh độ hay là thiền tông hay là mật tông? Hay là cách tu nào? Đó, thì tu nào? Không có pháp môn nào hết. Pháp môn mà không pháp môn. Cho nên cái bài kinh này là hỏi là có pháp môn nào, tất nhiên là không có pháp môn nào hết. Đó thì quý Phật tử nắm vững rồi tu tập để rồi nó có lợi ích ngay trong cuộc sống này. Chứ chúng ta nhiều khi tu mà cứ học pháp cho nhiều rồi ngay trong cuộc sống mà mình không có ứng dụng tu tập đó, thì nó cũng không có lợi ích gì hết. Cái quan trọng của đạo Phật là không phải là mình học nhiều, mà mình phải ứng dụng tu tập thực tế nó mới có giá trị. Còn không cho nhiều nhưng mà về nhà cũng đau khổ, ngồi thiền cho giỏi nhưng mà về nhà cũng buồn phiền khổ não, thì nó cũng không có lợi ích gì hết. Cho nên đạo Phật không phải là chủ trương ở trên những hình thức, trên những cái cầu sinh. Cho nên trong bài kinh nó sẽ vượt ra ngoài tất cả những lòng tin, những hiểu biết, những cái tín ngưỡng, những cái tham cứu, những cái suy xét, vượt ra ngoài hết tất cả những cái đó, mà chỉ là nhìn thẳng ngay nơi nội tâm mình có những cái niệm vì giấy khởi lên, mình biết rõ nó, kiểm soát nó, tường tận nó, không có vắng thiếu.
khúc nào, đó là chúng ta tu. Như vậy thì quý Phật tử nắm vững rồi ha. Vậy thì mong rằng quý Phật tử cố gắng thực hành ha. Nghĩ hay là còn ai thắc mắc gì không? Thầy nói về cái biết đó. Yeah. Thì trên vấn đề vị trí thì là cái biết nó đang ở đâu? Ngay chỗ đầu hữu đang hỏi đó. Phải không? Quý Phật tử, đầu hữu không biết sao đầu hữu đặt lên câu hỏi, đặt lên lời nói. Cho nên nó không có vắng thiếu phút giây nào hết. Ngay nơi mình phát ra lời nói, ngay nơi những hành động đây. Nếu không có cái biết làm sao biết cầm ly, nghe không? Nếu đầu hữu không có cái biết làm sao mà biết mở miệng, biết cất lên lời nói, phải không? Đầu hữu không có cái biết làm sao mà nhìn thấy ở đây, đầu hữu không có cái biết làm sao mà nghe được những lời nói, phải không? Cho nên cái biết đó nó trùm khắp hết tất cả. Cái đó là cái tâm thể, cái biết của cái tâm thể trùm khắp của mình đó. Nó không có vắng thiếu phút giây nào hết. Mà sở dĩ từ trước tới giờ chúng ta mê lầm là mình nghe rồi mình cứ biết ở trên những âm thanh đó thôi, mình lệ thuộc vào âm thanh đó, mà âm thanh đó là những cái sanh diệt, cho nên rồi chúng ta đau khổ ở trên những cái biết sanh diệt đó. Bây giờ mình không bị lệ thuộc ở trên những cái biết sanh diệt đó nữa, mình trở lại cái biết chân thật của mình. Biết đó nàng hàng hữu, phút giây nào cũng có hết, không vắng thiếu phút giây nào. Dù cho đạo hữu trôi lăn trong luân hồi sanh tử, ở ba cõi dưới hay lên ba cõi trên gì, cái đó nó cũng không có vắng thiếu mình. Hiểu được cái biết đó rồi ha. Chưa biết. Chỗ chưa biết á, đừng có biết nhiều. Không biết thì tốt. Thôi mời tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Lăng tiếng chuông
chuông ngân khiến kẻ trần đang lạc lối bỗng lăng 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 dịu môi. Sĩ mê theo vật chất kim tiền, hãy mau mau tìm về nơi chánh đạo, kẻo luân hồi còn nặng nợ tiền khiêng. Danh mà chi, lợi mà chi, kiếp ký sinh như ảo ảnh phù dân, sống xe nhau phản bội nhau, rồi khi trúc mạnh hơi tàn chỉ còn trở lại có hai bàn tay trắng. Hôm nay khi tỉnh giấc hoàng lương mái tóc đã phai màu, mỗi khi nhìn dần để cứu sanh rộng đến khi Bồ Tát Quang Tự tại hành sau bát nhà ba la mật đã ngài soi thấy năm quận đều không liên quan thay cổ anh này xa lời phật như thế này xa lợi Phật tướng không của các pháp không sanh không diệt không nhớ không sạch không thêm không bớt cho nên trong tướng không không có sắc không có thọ tưởng hành thức không có mắt tai mũi lưỡi thân ý không có sắc thanh hương vị xúc pháp không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới không có vô minh cùng không có hết vô minh cho đến không có già chết cùng không có hết già chết không chỗ được nên Bồ Tát đi theo bát nhã ba la mật đa tâm không ngăn ngại vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hẳn điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu cánh niết bàn chứ Phật trong ba đời cũng được biết bát nhã ba la mật ta là đại thần chú là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng không dối vì vậy ba la yên đế ba ba tăng yên đế bồ đề ta ba xong nguyện cho chúng sanh biết làm điều được đầy đủ Phật pháp. Phục nguyện cơm ngày hai bữa thường nhớ công khó khổ của kẻ nông phu. Thân mặt bay thường xét nghĩ sự nhọc nhằn của người mai dệt. Thuốc thang giường trọng bởi do sự nhín ăn bớt mặt của đàn na. Học đạo tiến tu bởi lòng từ giải răng của thầy tổ. Nguyện cho thí chủ ruộng phước thêm nhiều đạo tâm thêm lớn. Cùng chúng sanh khắp trong pháp giới kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
vội đến vội đi vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp vội chia phôi, vội ăn vội nói rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội ra, vội sinh vội tử vội một đời, vội cười vội khóc vội buông lơi, vội thương vội ghét nhìn nhau lạ, vội vàng tìm nhau vội dã rời.